Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em gửi tới mọi người một cái video giới thiệu sơ qua về dòng sản phẩm của hãng Kia, đó chính là Kia Sorento 2021. Sau nhiều hình ảnh rò rỉ trên các báo và trang mạng Facebook, Twitter, Instagram thời gian qua, những ngày gần đây nhất, Kia Motor đã chính thức công bố những hình ảnh thực tế của mẫu SUV Sorento 2021 trước thềm triển lãm General Motors Show 2020. Kia Sorento 2021 là mô hình mới được tái sinh sau 6 năm ra mắt của thế hệ thứ 3 vào năm 2014. Nó đã vượt qua những hạn chế của mẫu SUV cỡ trung hiện có và tạo ra hàng loạt những thay đổi bứt phá, hoàn thành mục tiêu tạo ra mẫu SUV không biên giới. Kia Sorento 2021 kế thừa thành công di sản thiết kế độc đáo của những người tiền nhiệm và khả năng sử dụng SUV từ các mẫu trước đó, trong khi vẫn giữ được những hình ảnh tinh tế đặc trưng của chiếc sedan. Khái niệm thiết kế mới của Sorento 2021 là Borderless Gesture. Về phần ngoại thất của xe được thiết kế mạnh mẽ và tinh tế, lưới tản nhiệt được thiết kế dạng mũi hổ Tiger Lock đặc trưng tạo lên sự ấn tượng, được bao quanh bởi đường viền chrome mỏng, thiết kế táo bạo kết nối cùng với đèn pha tối đa hóa hình dạng 3 chiều của mặt trước với họa tiết tinh thể băng và ngọc, giải đèn LED DRL chạy ban ngày ngay phía trước đèn pha tạo lên hình đôi mắt con hổ, mang lại ấn tượng mạnh mẽ cho Sorento thế hệ mới. Phía dưới các khe hút gió theo dạng thẳng đứng, cản xe kiểu dáng mới với các điểm nhấn góc cạnh. Thân xe Sorento thế hệ mới cũng được các kỹ sư thiết kế của Kia bố trí hợp lý hơn, đường ray mái được ốp kim loại, đèn sương mù được đặt kín đáo ở hốc phía cản dưới cùng. Về phần đuôi xe được trang bị đèn hậu đặt dọc và tách đôi thành hai phần, cánh gió trên mui to hơn với dòng chữ Sorento cỡ lớn, các đường cắt xẻ, đường gân xuất hiện dày đặc khu vực này. Đứng từ phía sau, Sorento 2021 không khác gì một chiếc mẫu SUV hiệu suất cao với ống xả cỡ lớn, hệ thống khuếch toán, hầm hố, lắp cabo nổi bật với những đường gân dập nổi ảnh hưởng từ mẫu thiết kế Telluride mới là đường viền cửa kính bằng kim loại với kiểu cột C, phần chân mở rộng. Kiểu dáng của Sorento 2021 mang đậm nét SUV hơn phiên bản năm 2020 với những nhiều đường nét mềm mại hơn. Nội thất của xe khoang lái mới của Kia Sorento 2021 được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10 inch hoặc 12 inch tùy vào từng phiên bản. Màn hình được đặt ngay giữa trung tâm, phía dưới là khe hút gió điều hòa và cơ cấu điều khiển, phía sau vô lăng là cụm đồng hồ 12,3 inch. Nội thất của chiếc Sorento cũng mang đến cảm giác mui trần tinh tế, trang trí không gian bên trong với ánh sáng bí ẩn mang đến sự nhạy cảm tinh tế khác biệt với những chiếc SUV cỡ trung hiện có. Các vật liệu chất lượng cao và hoa văn ban 3 chiều thu hút cảm ứng từ tầm nhìn, tối đa hóa chất lượng nội thất. Các lỗ thông hơi kép có thể điều chỉnh lên xuống độc lập, mang lại cảm giác ổn định với thiết kế thẳng đứng. Sorento mới đã tăng cường đáng kể việc sử dụng không gian. Kia Sorento 2021 là chiếc SUV đầu tiên của Hyundai Kia có không gian nội thất cạnh tranh với những chiếc SUV cỡ trung cũng như những chiếc SUV hàng đầu thông qua thiết kế bố trí tối ưu dựa trên cấu trúc khoang máy nhỏ gọn, phần trước xe ngắn, tổng thể chiều dài cơ sở là 2815mm. Điều này giúp cho xe có khoảng không gian nội thất rộng rãi, thoải mái. Ngoài ra, Sorento đã tăng cường sự tiện lợi bằng cách thiết kế hàng ghế thứ hai độc lập mà chỉ được lắp đặt trên những mẫu SUV cỡ lớn, hai hàng ghế với 6 chỗ ngồi, hàng ghế thứ ba có thể chỉnh được góc. Sorento thế hệ mới cải thiện tính năng an toàn của sự va chạm cùng với hiệu suất lái xe. Sorento được thiết kế với vật liệu nhẹ giúp làm giảm trọng lượng của tổng thể xe lên đến 80kg, đồng thời tăng cường sự an toàn va chạm bằng các thiết kế cấu trúc thân xe. Ngoài ra, Sorento mới có khả năng xử lý ổn định RH vận hành êm ái phù hợp với mẫu SUV gia đình. Sorento 2021 có sẵn hai mô hình, một động cơ 2 bớt xăng và diesel để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Phiên bản 2 bớt xăng là mẫu SUV 2 bớt từ trung bình đến lớn đầu tiên tại Hàn Quốc được trang bị động cơ Smart Stream Turbo 2 bớt. Phiên bản 2 bớt động cơ xăng có công suất tối đa là 180 mã lực, mô men xoắn cực đại là 270, động cơ truyền động công suất là 433 mã lực, mô men xoắn là 264. Nhiên liệu tiêu thụ rất là tiết kiệm. Phiên bản diesel sử dụng động cơ 2.2 lít Smart Stream 2.2 hộp số 8 cấp lần đầu tiên được lắp đặt bởi tập đoàn ô tô Hyundai. Với việc sử dụng động cơ diesel giúp cho xe đạt được hiệu suất cao, với phiên bản lần này có sử dụng công nghệ giảm ma sát cùng với sự kết hợp hộp số 8 cấp cho hiệu suất hoạt động tuyệt vời. Công suất tối đa là 202 và mô men xoắn cực đại là 440. Ngoài hai phiên bản trên, Kia Motor còn đang lên kế hoạch củng cố dòng sản phẩm của mình bằng cách giới thiệu mẫu turbo xăng hiệu suất cao cho Sorento tại thị trường trong nước. Các thông số kỹ thuật nâng cấp với phiên bản cải tiến vượt trội như hệ thống phanh tự động không va chạm nhiều lần để ngăn ngừa tai nạn và Kia Pay thanh toán trong xe. Xe được trang bị 8 túi khí, bao gồm túi khí trung tâm phía trước và túi khí đầu gối. Tính năng Kia Pay là sản phẩm đầu tiên thuộc Kia Motor. Với tính năng này giúp bạn dễ dàng thanh toán qua màn hình điều hướng khi bạn cần thanh toán tại các trạm xăng hoặc bãi đỗ xe mà không cần phải xuống xe. Ngoài ra, Kia Sorento 2021 áp dụng hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa. Đây là lần đầu tiên có trong
mẫu SUV của Kia. Em mong rằng những cái chia sẻ, những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em đang muốn tìm hiểu về dòng sản phẩm của xe này. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.